Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với những vườn mẫu bên Lê Gia, Thị Đỉnh, Thống Đốc, Cần Thơ. Hôm nay thì ngày 11 tháng 7 năm 2024, thì có khá nhiều bà con cũng nhờ em, do là cái vườn mẫu của bên em trồng cái mới có 1 tháng mấy à, trên cái cây sầu riêng hoặc là cây na thái hoặc là cây mít ruột đỏ Indo hoặc cây măng cầu gai, nó khá là tốt. Nên bà con cũng nhờ em chia sẻ về cái cách chúng ta chăm sóc như thế nào để cái cây nó mới trồng nó phát triển tốt, đặc biệt là trong mùa mưa này thì mình cần lưu ý những điều gì. Thì hôm nay em sẽ quay cho bà con mình xem ha. Thì đây là cái bờ sầu riêng cũng như là cái vườn sầu riêng như vườn mít ruột đỏ Indo của anh em. Cây mít ruột đỏ Indo cái cọng này nó khá là to mọc ha bà con. Đây là cây sầu riêng nè. Hôm nay cây sầu riêng thì do là hổm dài bận cái xử lý trái cái vườn 1400 gốc ở dưới Thái Lai á, nên là chưa có chăm sóc kịp cái chỗ cỏ này, chưa có dọn kịp bà con. Chơi bên Na Thái là ta dọn sạch hết rồi. Đây cây sầu riêng này bà con. Em trồng bữa 1 tháng 6, bữa nay là 11 tháng 7 thì nó tầm khoảng 1 tháng 9 ngày bà con. 1 tháng 9 10 ngày. Thì bữa nay thì cây đọt nó ra rất là mướt. Đây là những cái tược nó ra mướt ha. Thì cái đọt mà nó ra mướt như vậy thì nó đã cây nó bắt đầu bắt đắt rồi đó bà con. Bắt đầu bắt đắt ha. Rồi đọt nó phát triển. Đây rồi cái mít đây bà con. Đây cái mít của đó anh đâu. Thì mới trồng 1 tháng mấy ngày thôi bà con. Đó, còn thấy cọng to khá là mập ha, đọt rất là xanh mướt. Em mời bà con mình qua bên cái, đây là cái na thái của bên em với cái măng cầu gai ở đầu kia. Đây là cái bên măng cầu na thái đó bà con. Thì cái na thái bên em bữa nay cây nó tốt nè bà con ha. Cây con này cực kỳ là tốt luôn. Đọt nó rất là mập ha, rất là tốt. Đây con chỗ cây này nè. Đọt nó mập mướt ha. Cọng rất là to. Dài cái đây nha bà con. Nguyên đều cái vườn luôn đó bà con. Con xem đều cái vườn nha. Đây vườn mẫu mà. Nên là mình làm nó cũng khá là kỹ nha bà con. Khá là kỹ, hôm qua mới tủ thuê người tủ gom cho cái cây. Trời mưa này cái cây nó không có bị chai đất đó bà con. Đứng lên nè. Nè con coi nè, cây này chuyển cực kỳ là đẹp luôn ha. Con này to nè. Con xem mấy cây ha. Có bông luôn kìa. Khá là tốt luôn nè. Lá dày, đọt ra mập ha. Thì cây này mới trồng tầm tháng ngoài thôi bà con. Thì có nhiều bà con hỏi em là sao mà cắt một cái cành bên đây mà chừa cành bên đây. Thì lý do là cỡ này mưa nhiều bà con. Mình sợ tại em cắt hơi sát á, nên là nó không còn lá chân dưới, nên là mình không dám cắt hết. Mình cắt hết nhiều khi là mưa nó bị dập quá, nhiều khi ở chỗ với em là mưa 5-10 ngày liên tiếp luôn, nên là mình sợ nó bị nghẹt cái cổ rễ bà con, nên là không dám mình cắt hết. Rồi khi nào mà nó lên tược ở đây, em lấy phân thuốc để đây, lên tược ở đây rồi thì mình sẽ cắt bên đây. Đáng lẽ ra cây này cắt được ở đâu coi, nhưng mà đang bận quá, bận nhiều việc quá, ngày nay mai gì cũng cắt ở đây. Mình cắt nó cho nó so le ở đây rồi mình tuốt ba lá. Đó, thì mình sẽ cây nó sẽ an toàn. Đây là cái chia sẻ cho bên em ha. Rồi thì quay sơ về cái vườn của bên Lê Gia Thị Đỉnh, Thống Đốc, Cần Thơ, thì bà con thấy trồng 1 tháng mấy mà cây nó phát cực kỳ nha bà con. Thì lý do là cái điều đầu tiên mà cái vườn em nó tốt được vậy á là do mình lựa chọn cái cây giống ngay từ cái thời điểm ban đầu. Đó là lựa chọn cây giống, cái bộ rễ nó rất là mạnh. Nó quyết định tầm khoảng 80% trong việc mình trồng trên cái cây. Thì bữa hôm em cũng quay cây giống của bên em cho bà con mình xem cái cây giống bên em là em bán sao thì em trồng lên đây như vậy. Em chia sẻ bà con như thế ha. Cái cây giống mà nó khỏe rồi á thì mình đặt xuống đây thì nó sẽ bắt đắt. Cây nó phát luôn. Còn mà cây na thái bà con mình mua cái cây giống mà nó rễ nó yếu đó, thì mình đưa xuống đây ha, từ từ, ví dụ như mưa nhiều, nắng nhiều. Mưa nhiều thì nó bị thối rễ, rễ nó yếu liền. Cây này nó không chịu nước, nó chỉ ngập nước chút xíu là cây nó si liền. Hoặc là nắng quá thì cây nó chịu không nổi. Thì đây là một trong cái nguyên nhân mà em chia sẻ tại sao là mình nên lựa chọn cái cây giống cho nó tốt, khỏe và cái bộ rễ nó khỏe mạnh để mình trồng đưa xuống là nó phát luôn. Thì nó rất là quan trọng nha bà con. Cái việc thứ hai nữa đó là
cái việc mà em làm cái mô á, cái mô này nó khá là thành công vì cái mô nó khá là cao. Đó, con thấy cái mô khá là cao ha. Mình làm cái mô nó cao như vậy á thì nó sẽ ví dụ như gặp cái tình trạng mà mưa kéo dài ngày đêm đó thì cái cây nó sẽ gáo nước sớm, gáo nước nhanh. Cây na thì nó không chịu nước. Cái bộ rễ nó lúc nào nó cũng phải khô thoáng, nó đừng quá khô thôi. Nó khô thoáng thì nó mới phát triển được. Em nghĩ cây nào nó cũng vậy mà con. Đó thì cũng chia sẻ cho con về hai cái việc làm đúng của bên em là lựa chọn cây giống và cái việc mà mình lên bờ lên mô nó đúng kỹ thuật thì cái cây nó mới phát triển được như vậy. Thì đây là một cái số cái kinh nghiệm như là cái thực tiễn em trồng, thậm chí là trên cái cây mít chùa đỏ Indo hoặc là cây sầu riêng hoặc là cây măng cầu rai hoặc là cái cây ổi ruby em có trồng đều khắp trên vườn hết. Tại vì cái bên lây da của bên em là có sự khác biệt vậy nè bà con. Em không phải là một cái cửa hàng chuyên về vật tư nông nghiệp mà là em là đi từ cái cây giống cho đến là cái mô hình vườn mầm vườn mẫu nhà, và mình lấy những cái phân thuốc mình xài trực tiếp trên vườn mẫu nhà, rồi mình đi kỹ thuật, rồi mình rút kinh nghiệm từ rất là nhiều cái vườn khác bên vườn khách, rồi mình về mình áp dụng thực tế thực tiễn trên những cái vườn mẫu của bên mình, rồi thuốc nó hiệu quả thì em mới chia sẻ cho bà con. Rồi những cái việc làm đó đó thì nó sẽ mang cái tính là hiệu quả rất là cao, cũng như là nó không có bị lệch bà con. Ví dụ như bà con bây giờ mà con mình ra tiệm thuốc thì người ta bán chuyên về thuốc thì người ta chỉ truyền miệng tay nhau qua người nông dân thôi. Nhưng cái thuốc này xài làm sao thì nông dân truyền tay nhau thôi, hoặc là truyền tay đến mình thì mình rút kinh nghiệm mình bán thôi. Nhưng mà em thì khác, những cái loại phân thuốc này em xài thì em xài thực tiễn trên vườn nhà của mình. Cái nào mà em chia sẻ ra là phải chắc lõi cái đó. Ví dụ như cái liều phun hoặc là cái thuốc nó đặc trị như thế nào. Bà con thấy nha, em làm tới đâu em chia sẻ tới đó bà con. Con thấy cái vàng cái bộ lá này bà con, em xịt cái thằng chùm diệt nhện, chùm sâu kháng ha, với mấy cái thuốc đó nãy đó là em có chia sẻ rất nhiều bà con. Như lại chùm áo giáp này kia đó, rồi bơm đậm cá hoặc là chùm sâu kháng. Đấy, thì bà con xem nè, bà con mà vào vườn của em, bà con mình xịt cái chùm sâu kháng vào, bà con sẽ không tìm được cái con sâu nào hết. Em dám, ví dụ như em cho bà con mình vô vườn xem không có bao giờ có sâu. Nhưng mà đâu phải xịt hoài bà con, lâu lâu mình xịt một cử, hoặc là mình xịt sao mà nó có cái hiệu quả rất là kéo dài. Còn bà con nhìn cái bộ lá này là nó không có nhện, không có gì hết, rất là sạch mà nó hiệu quả rất là kéo dài. Còn cái bệnh ở trên cây á, em xịt cái thằng Gigomin là anh cho con nè, và cái thằng chùm áo giáp thì chia sẻ cho bà con như thế để bà con mình biết là trên em thực tiễn đó. Rồi cái bộ lá mà nó muốn xanh dày, cọng lá nó to mập và lá nó dày, đọt nó phát triển mơn mởn như thế này thì phải nói tới cái hữu cơ. Thì bên em đi hữu cơ rất là nhiều, em đi hữu cơ em thường em đi hai cái loại hữu cơ này bà con. Một là cái loại hữu cơ nhập, một cái loại hữu cơ nhập và nhập green, em xài thực tiễn trên cái vườn nhà của mình luôn. Cái thứ hai là cái thằng hữu cơ cũng là hữu cơ gà, nhưng mà cái vi sinh thì vi sinh nhập, đúng là mình xài liên phiên để mình xài cái hữu cơ nhập này, không nó cũng ngắn tiền. Nói chung là chia sẻ bà con như vậy. Rồi xài thêm cái thằng chùm đậm cá đó, chùm đậm cá bà con, rồi chùm dây thái đó, rồi thùng chiên cầu dưới đây mít đó, rồi cái chai chùm áo giáp ha, cái chùm áo giáp bà con, rồi bơm đậm cá. Đây là những cái chai em xài, thấy bà con thấy nó cũ xì hết đúng không đó. Rồi vượt đọt ha, xài vượt đọt. Em xài cái gì em có quay lại cho bà con hết. Chùm diệt nhện đó, chùm nghiệp sáp, chùm sâu kháng, dưới cái chai khuẩn Buffett, khuẩn Buffett ha. Nãy cái chai khuẩn Buffett để đằng kia rồi. Thôi cứ vậy đi, vậy cũng được rồi. Thằng thùng chiên cầu đó, thì đây là cái sự kết hợp giống như em nói chia sẻ với bà con đó. Trong các loại xài mình xài phân thuốc á, trên mình chăm sóc cái vườn đó, nó có thành công hay không á, là do là mình không phải mình xài một cái loại thuốc nào mà nó quyết định được bà con, mà là mình phải xài những cái loại thuốc, mình phải biết cách luân phiên với nhau, thay thế với nhau, và mình luân phiên hoán đổi nó với nhau làm sao mà nó tốt nhất để cho cái cây nó mới chịu. Ví dụ như mình xài một cái loại nào hoài thì cái cây nó cũng không phát triển được. Đây là cái nguyên nhân muốn chia sẻ với bà con như thế. Và cái quan trọng nhất lại là cái bộ rễ, mà những cái thuốc bên em là chủ yếu chủ đạo về tập trung về cái bộ rễ rất là mạnh, và nói chung là nó cũng tập trung toàn diện bà con. Nhưng mà bên em xài tới đâu thì chia sẻ cho bà con tới đó, xài cái gì chia sẻ cái đó, hiệu quả như thế nào chia sẻ cho bà con hiệu quả đó.
Bây giờ cây nó xấu thì mình chia sẻ xấu, cây nó tốt thì mình chia sẻ tốt, thế thôi. Nên là tại sao cái sự khác biệt bên Leia là ở chỗ đó. Thực tiễn tại vườn nhà, những loại phân thuốc thực tiễn đó là thực tiễn luôn. Và quay lại cái câu chuyện cái mùa mưa này thì bà con mình lưu ý cái điều gì? Cái thứ nhất đó là cái mô bà con lên phải cao, lên phải cao, cái bờ phải cao. Nước là ở dưới là mình không cho nước ngập quá, nước ngập quá cho nó mau gáo bờ, nó sẽ không có bị cái tình trạng ứ nước kể đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình có cái thời gian thì mình sẽ xẻ cái rãnh ở cái đường giữa, ở cái đường giữa cho nước nó rút mau đó, nó rút mau đó. Tiếp theo nữa là về cái việc mà mình đi dinh dưỡng, mình đi phân, thì trời mưa này thì bà con mình nên ưu tiên mình đi cái hữu cơ, hạn chế đi cái hóa học. Ví dụ như cái đợt non mà nó đang ra gì là rễ nó đang ra, bà con mình đi hóa học nó hơi nặng liều á. Bà con cây mới trồng thì không nên đi nhiều hóa học, mình chỉ đi rất là ít cái liều cho phép, hoặc là mình dùng từ cái liều rất ít cho phép. Để làm gì? Để cho nếu mà em cũng đã nói rất nhiều rồi đó, cái cây mà nếu mà con mình xài hữu cơ không hoặc là thuốc thùng không thì nó cũng chưa đủ, mà phải kết hợp luôn cái hóa học. Cái vườn của em đã xài hóa học rồi đó bà con, nhưng mà cái liều rất là nhẹ, mình xài liều rất nhẹ nha bà con. Còn nếu mà con mình xài cái hóa học mà liều nặng đó, cái rễ mà nó đang ra, nó cái đọt, cái cây đọt này nó đang ra ha, là cái rễ nó đang ra nó rất là non, bà con mình xài hóa học vô là nếu mà gặp trời mưa mà liên tục 2-3 ngày liên tiếp là cái bộ rễ của bà con nó sẽ bị hư cái bộ rễ luôn, do cái hóa học nó rất là tác hại bà con. Nên là bà con mình xài phải biết xài như thế nào. Rồi thì quay lại cái câu chuyện là mình chăm sóc như thế nào để cho được cái bộ rễ khỏe, cây nó phát triển. Thì nói về chăm sóc thì nó có liên quan tới cái bộ rễ, liên quan tới thân đọt đó. Mình phát triển được bộ rễ thì cái thân đọt nó tự phát triển, mà ở trên mà thân đọt muốn phát triển á thì mình phải quản lý tốt được cái con nhện đỏ, con gầy phấn trắng và côn trùng phục chích, sâu bệnh hại đó. Thì sâu bệnh hại bên em thì thông thường em xịt cái gì thì cũng chia sẻ bà con là em xịt chùm diệt nhện ha, chùm sâu kháng. Cái liều này cây tơ thì mình xịt 600 đến 800 lít, cây này cũng 600 đến 800 lít luôn. Rồi em xịt Rirumin hoặc Antacon, hoặc là em kết hợp em thay thế là cái thằng chùm áo giáp này, nó cũng chỉ ngừa bệnh thắng thư. Mùa mưa này thì rất là mình phải kỹ trong cái việc đó ha. Đó, mình xịt ở trên là như vậy. Còn mình có thể kết hợp, lâu lâu cái mình sẽ kết hợp mình phun thêm cái thằng bơm đậm cá hoặc là thằng vượt đọt cho cái bộ đọt cho nó khỏe bà con. Đó thì mình vừa quản lý được côn trùng hút chích, sâu bệnh hại nhện, nó gây phấn trắng cho cây nó sạch, mình quản lý được sâu, chỉ tất cả các loại sâu. Rồi mình quản lý được bệnh thắng thư và nấm bệnh. Rồi mình kết hợp kích được bằng giọt đọt và cũng như là thằng bơm đậm cá. Thì đây là mình sẽ kết hợp luân phiên, mình vô cho cái cây nó phát triển đồng bộ. Đây là cái xịt ở trên, mình cứ định kỳ 15 đến 20 ngày mình xịt cử. Đó là mình xịt quản lý phần ở trên. Còn ở dưới thì mình làm gì thì cũng chia sẻ với bà con đó, là ở dưới là em tứ cái thằng thùng chuyên cầu với cái demit ha. Tứ thùng chuyên cầu với demit với chùm đậm cá. Lâu lâu thì em sẽ thêm Rirumin vào, hoặc là em thêm thằng chùm áo giáp vào để em tứ cho cái bộ rễ nó khỏe mạnh, cây nó phát triển ha, nó phát triển được. Rồi có thể là em sẽ kết hợp, em không tứ thằng chùm đậm cá này mà em tứ thùng chuyên cầu demit và cái thằng chùm dây thái, để cho cái cây nó có cái sự thay đổi bà con, cái thay đổi dinh dưỡng, chứ mà mình xài hoài một loại nó cũng không đạt. Và cái điều quan trọng nhất đó là phải gãi hữu cơ. Cái thằng hữu cơ em ưu tiên cái thằng hữu cơ nhập này bà con, nhập này thì mỗi lần gãi thì em gãi chừng nửa ký hoặc là 200-300 gram bà con, hữu cơ nhập dạng viên này ha. Và em kết hợp luôn cái dạng hữu cơ mà không nhập, không phải là nhập mà vi sinh nhập thôi, em xài luân phiên như vậy nó cũng khá là đạt bà con. Cái bao này là 40 kg, bao này 25 kg. Đó thì cái cách chăm sóc định kỳ của cái gãi phân này thì nó cũng là từ 20 ngày thì em gãi em cử. Còn cái tứ này thì cũng 20 ngày em tứ. Xịt thì cũng 15 đến 20 ngày em xịt. Thì đó mình kết hợp luân phiên như thế thôi. Thì nó sẽ quản lý, nó sẽ chăm sóc từ cái bộ rễ cho đến cái phần lá, cành, ngọn, cây nó sẽ phát triển. Bà con thấy đây. Đây là cái điều thực tiễn. Bà con cứ lại trực tiếp cái vườn nhà của em thì bà con xem là từ cái cây mít ruột đỏ Indo, từ cái cây sầu riêng, từ cái cây mảng cầu gai, mảng cầu gai trước ngoài đó bà con thấy nha. Đi về dạy đây ra. Nó đi dạy đây chứ không phải quay cái mảng cầu gai bà con thấy không? Bên đó mình kia xài. Mình xài thực tiễn bà con thấy cây nó tốt rồi. Mình không phải mình lựa mấy cái cây nào mà nó đẹp mình quay đâu bà con.
nó đẹp cả vườn. Em bà con thấy cái cây nó tốt đẹp cả vườn chứ không phải là một hai hai cây đâu bà con. Quay cho đến cho bà con mình xem đến cái vườn luôn. Đó là nhờ cái sự linh thiêng thay đổi và cái sự kết hợp hữu cơ như là cái phân hóa học thì em xài nó ít lắm bà con, không có xài hóa học nhiều ha. Để đó đi Tấn ơi, rồi đem vô đi, mấy đem vô đi. Đó bà con thấy nè. Cái chỗ đất trống này thì bà con mình em chuẩn bị em trồng cái bí của bà con, cái bí mà bí khổng lồ, bí làm mất hết. Đây em sắp tới thì em sẽ chia sẻ bên cái rau màu cho bà con mình luôn. Thì em trồng bí là đầu tiên ở đây, thử coi cái kết quả như thế nào để cái kết hợp cái phân thuốc của mình ha bà con ha. Đây bà con xem nè. Chia sẻ thật sự với bà con mình ha về cái việc mà cái dàn lá bà con thấy là cái cọng rất là to khỏe luôn, nó không có bị chai chân nha bà con. Cây lá này rất là đẹp, cây rất là sạch bệnh luôn, cây nào như cây nấy bà con, chứ không phải mình tìm một vài cây đâu. Đứng này xem đây nè bà con, con thấy à, màu lá rất là dày luôn nè, cái lá này cái cọng đọt nè, lá dày, cây nó rất là khỏe bà con. Đây mình khui cái rễ ra cho bà con mình xem, thì rễ nó cây nó khỏe, rễ nó mạnh thì cái bộ đọt nó mới khỏe nha bà con. Nè, rễ trắng kìa nè bà con thấy nè. Đó, mình chỉ giật hơi ra thôi là thấy cái rễ trắng hết. Rễ trắng lắm, rễ nhiều lắm, tại mình giật ra mất công rồi mình. Gỡ lên nữa nè, trắng nè, rễ nó còn thấy nè, nó nằm rễ nè. Cây mà bà con nhìn cái cây là mình biết cái bộ rễ nó làm sao rồi. Mở ra luôn đi rồi mình thấy rồi nè, rễ trắng cho nè, đó còn thấy chưa, dưới đây nè, dưới đây nè, nó cái dàn rễ nè, dàn rễ dưới đây nè, bà con coi trắng rễ luôn đó. Thì đó là cái sự cái kết quả của bình lợi gia bà con, cái cây nó bộ rễ nó mạnh thì cây nó mới được cái gì nha bà con. Thì đây là cái sự thực tiễn bình lợi gia bà con. Ví dụ như cái vườn nào mà trồng chung lượt với em thì cũng khó sẽ được giống như cái cây này bà con thật sự, tại vì bên em mình phân thuốc nhà mình xài nó cũng mạnh tay hơn ta một chút bà con, nhưng mà kết hợp hữu cơ. Cái hữu cơ xài những người mới trồng thì sẽ rất là ngán nha bà con, rất là ngán, thật sự là rất là ngán. Nhưng mà cái cây bà con mình để ý nè, cái cây mà xài hữu cơ và cái cây không xài hữu cơ nó sẽ rất là khác bà con, rất là khác, bộ lá nó sẽ rất là khác. Đây em quay cái cây này cho bà con xem, nguyên cái vườn luôn bà con, chứ không phải là một hai cây. Cây rất là khỏe, bộ đọt rất là mạnh luôn, rễ rất là mạnh luôn đó. Thì sự khác biệt giữa xài hữu cơ nhập và mình không xài thì nó sẽ khác nhau ở chỗ đó. Thì hôm nay thì chia sẻ trơn những cái bí quyết mà em đã làm thực tiễn trên cái vườn nhà của mình đến với quý bà con mình. Hy vọng là sẽ cái video này sẽ hữu ích, sẽ giúp được cho bà con nào mà mới trồng á, mình đang gặp những cái vấn đề gì đó thì mình xem lại cái lúc mà ban đầu mình làm tới bây giờ có những cái chỗ nào nó có bị thiếu sót, bị sai sót như vậy thì mình có thể điều chỉnh để cho cái vườn mình nó sớm phục hồi. Chứ bây giờ mình trồng xuống mà cây nó không phục hồi thì rất là lâu có tàn, lâu lấy trái thì nó lại đâm ra là mình sẽ rất là tốn cái thời gian để mình chăm sóc cái cây. Thì đây là chia sẻ cùng quý bà con. Quý bà con cảm thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh để em có nhiều cái động lực chia sẻ đến quý bà con mình nhiều cái điều hay về cái cây na thái, về cái cây mít cột đỏ Indo, về cái cây sầu riêng, về cái cây mãng cầu gai vân vân, những cái cây mà em đang chuyên bà con, phải dùng một từ là chuyên đến với quý bà con mình. Chúc quý bà con mình thật nhiều sức khỏe và làm thành công trên cái vườn nhà của mình. Số điện thoại tư vấn kỹ thuật của em là 0961 084 636. Đây là số Zalo luôn nha bà con. Thân ái kính chào quý bà con. Chúc bà con.